Sony Việt Nam đã chính thức trả hàng Z3 và Z3 Compact cho những khách hàng đã đặt trước cái mẫu máy này tại Việt Nam. Và trên tay mình ngày hôm nay đang là phiên bản chính hãng của chiếc điện thoại Xperia Z3 đến từ Sony. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua cái hộp của chiếc máy Z3 phiên bản chính hãng tại Việt Nam này. Ngay từ đầu khi các bạn nhìn thấy hộp thì có thể nhìn thấy cái hộp của phiên bản chính hãng này thì gần như giống hệt với cái phiên bản sách tay. Ngay khi mở nắp hộp ra thì như thường lệ các bạn sẽ nhìn thấy chiếc máy ở phía trên, ngay phía trên như này. Và ở phía dưới là các phụ kiện đi kèm với chiếc Z3 này. Như thường lệ các bạn sẽ có một cục sạc hai chân, một cái cáp sạc micro USB và một tai nghe MH410 cùi bắp. Thì Sony Việt Nam luôn dành tặng cho những khách hàng mà đặt trước sản phẩm của họ những cái ưu tiên mà những bạn sau này, sau khi thời gian bán ra, các bạn mới mua thì sẽ không thể có được. Và lần này thì Sony Việt Nam đã dành tặng cái ưu đãi đó tới các khách hàng đặt trước, bao gồm 3 món như thế này. Các bạn sẽ có một cái túi Xperia khá là đẹp như này, và đi kèm với đó là một chiếc tai nghe chống ồn NC31M. Đây hẳn là cái thứ mà nhiều bạn rất là muốn rồi. Và cuối cùng là một chiếc dock sạc từ để chính hãng của Sony Việt Nam dành riêng cho Xperia Z3 và Z3 Compact. Ở đây các bạn sẽ có một chiếc Xperia Z3 với khả năng chống nước chuẩn IP68 cao nhất hiện nay, pin 3100 mAh với công nghệ Stamina cho thời lượng sử dụng lên tới 2 ngày, camera 20.7 MP vẫn giữ nguyên như hồi xưa và đi kèm khả năng quay phim 4K và hỗ trợ tai nghe chống ồn. So với phiên bản sách tay mà trước đây các bạn đã từng mở hộp thì cái phiên bản Xperia Z3 chính hãng này được bán tại Việt Nam gần như không có bất kỳ sự khác biệt lớn nào so với phiên bản sách tay này. Và như vậy thì bạn nào, nếu như bạn nào có đủ điều kiện và khả năng về tài chính thì hoàn toàn có thể dấn thêm vài triệu để có thể lấy cho mình một chiếc máy chính hãng với đầy đủ các phụ kiện kèm theo, và thậm chí là còn có cơ hội được nhận thêm nhiều quà tặng khá là hấp dẫn. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cho các bạn bài mở hộp chiếc Xperia Z3 phiên bản chính hãng bán tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trước video lần sau.